Trận chiến tại thị trấn Kon Tum. Tại hướng bắc thị xã, trời sụp tối, quân cộng sản pháo kích dồn dập nã vào bộ chỉ huy trung đoàn 44, đủ loại pháo tầm xa, tầm gần. Sau khi ngừng tiếng pháo, chiến xa T-54 của địch tràn vào vị trí của bộ chỉ huy. Trung đội viễn thám của trung đoàn đã đem súng B-40, B-41 nhắm vào thiết giáp của cộng sản. Đa số các trung đội viễn thám đều trang bị súng của cộng sản. Vừa diệt gọn hết tăng, cũng cùng lúc, Tùng Thiết Việt Cộng xếp hàng 1 tiến vào phòng tuyến. Quân ta thừa thắng xông lên, khai hỏa tác xạ tối đa và hàng ngũ cán binh cộng sản đang lũ lượt ùa vào. Xác định quân rơi rụng hàng loạt. Rồi trận chiến lắng xuống và chỉ còn những tiếng súng, tiếng nổ thưa thớt dần. Tại tuyến phòng thủ, mười mấy chiếc T-54, tức là loại chiến xa hạng nặng, đều cháy hết. Một số bị mìn chống chiến xa nằm liệt trên đường tiến vào vị trí. Một số bị bắn cháy ngay trong sân. Bộ binh cộng sản chết, đếm không kể xiết. Xác địch ngổn ngang ngoài phòng tuyến. Lúc 6 giờ sáng, ngày 20 tháng 5 năm 72, tướng Toàn bay lên Kon Tum, đến bộ chỉ huy của Đại tá Lý Tòng Bá. Nơi đây đang bị pháo kích, cho nên trực thăng đã phải tìm cách lượn qua, tránh đạn mới đáp xuống được. Trực thăng vừa đáp xuống thì tướng Toàn đã thấy Đại tá Bá và bộ tham mưu của ông đang hốt hoảng chạy ra khỏi hầm chỉ huy và hình như đang muốn di chuyển đi nơi khác. Mặc dù tướng Đại Liên và AK-47 nổ chát chúa rất gần, tướng Toàn vẫn bình tĩnh nói lớn với Đại tá Bá: "Tử thủ, ông và tôi không chết ở nơi đây đâu, không chạy đâu hết." Ông yêu cầu Đại tá Bá cho biết tình hình thế nào. Đại tá Bá chỉ vào khu nghĩa địa của thành phố cách hầm chỉ huy của ông độ 300m và cho biết một đại đội đặc công của địch đang cố thủ ở đó. Ông đã sử dụng một đơn vị tinh nhuệ nhất của sư đoàn nhằm chiếm lại khu vực này, nhưng gặp sự kháng cự rất mãnh liệt. Hai chiếc chiến xa bị cháy và đơn vị này chưa tiến lên được. Tướng Toàn bảo đưa máy cho ông chỉ huy và chỉ thị trong máy. Tư lệnh quân đoàn ra lệnh bằng mọi giá phải thanh toán sạch đặc công cộng quân đó. Tôi đang đứng đằng sau các anh và chờ kết quả đây. Bên kia đầu máy trả lời: "Nghe lệnh, tin mặt trời rõ, tôi đang thi hành." Một tiểu đoàn của trung đoàn 44 vừa tới nghĩa trang đã chạm địch rất ác liệt. Địch quân từ hồi đêm đã đào công sự phòng thủ khắp nghĩa trang. Trận chiến rất ác liệt, giành giật từng nấm mộ. Địch quân đã ẩn núp từ các nhà dân, nổ giòn giã chào đón các chiến sĩ xung kích đi đầu. Sau khi thanh toán khẩu súng cộng đồng của địch bằng ba trái hỏa tiễn M72, lửa bốc thành ngọn. Sĩ quan trong đội trưởng liền cho lệnh trung đội dàn đội hình hàng ngang dưới sự yểm trợ hỏa lực của ba khẩu đại liên 60. Mục tiêu được thanh toán chớp nhoáng. Ta tịch thu được một súng ngựa trời, vài cây AK, B-40 và nhóm cán binh cộng sản bị diệt gọn. Vừa lúc đó một đám dân còn bị kẹt ở mấy căn nhà xung quanh chạy ào về phía quân ta, miệng là: "Dân đây đừng bắn." Thật là khó khăn, nếu bọn cộng sản bám theo đám dân này thì thật là phiền. Nhưng rất may mắn là số dân chúng này chạy về phía sau được bình yên. Tiếng đại liên trên ba chiến xa đang nổ giòn trong khu nghĩa địa, trong khi đặc công cộng sản đang tràn vào thành phố, thì chuẩn tướng John Hill dùng trực thăng có gắn hai khẩu đại liên 12.7 ly bay quan sát vùng Võ Định, tức là Bắc Kon Tum khoảng 15 cây số, và thấy nhiều đơn vị cộng quân di chuyển về hướng nam. Ông liền báo cho Paul Van biết để sử dụng B-52. Ngay hôm đó, trên 10 box B-52 đã làm giảm áp lực của địch. Thiếu tướng Toàn quan sát mặt trận và chỉ thị thêm cho Đại tá Bá để phòng tuyến đầu vì địch có ý định tấn công phía trước,
trong khi ta đang bấn loạn bên trong. Sau một giờ đánh nhau ác liệt với đặc công của địch, vị đại đội trưởng chỉ huy trận địa báo cáo trong máy: "Trình mặt trời, tôi đã thanh toán xong đặc công tại khu nghĩa địa." Tướng Toàn đáp: "Tốt, tôi sẽ thưởng công cho anh." Mặt trận tòa tổng giám mục Kon Tum. Đại tá Nguyễn Bá Long tự thìn, tỉnh trưởng Kon Tum, chạy qua trình diện tướng Toàn đã bị xỉ vả một trận tơi bời. Sau đó, tướng Toàn bảo đại tá Long cùng ông lên xe chạy thẳng vào khu tòa tổng giám mục và nói: "Có gì ông chết thì tôi cũng chết." Đại tá Long hướng dẫn tướng Toàn đến quan sát các ổ kháng cự của đặc công cộng quân trong các tòa nhà được xây cất kiên cố từ thời Pháp trong khu tòa tổng giám mục đang chống trả với lực lượng tái chiếm của sư đoàn 23 bộ binh. Tướng Toàn liền tăng cường cho đại tá Long 5 chính xa, một liên đoàn bị động quân và chỉ thị nếu cần phải bắn sập một vài tòa nhà trong khu tòa giám mục để tiêu diệt đặc công thì cứ làm, sau này chính phủ sẽ xây cất lại. Nhưng phải cố gắng đừng gây thiệt hại về nhân mạng cho dân chúng đang ở trong khu. Từ đoàn 4 trên 44 bộ binh do đại úy Võ Anh Tài chỉ huy được lệnh tiến quân chiếm từng căn nhà dọc theo nghĩa trang hướng về tòa tổng giám mục. Địch quân đã đào hầm phòng thủ vững chắc, cho nên khi tiến quân, các đơn vị phải giao chiến thật ác liệt và vất vả giành từng căn nhà cho đến chiều tối mới thanh toán xong mọi tên địch và vào được tòa tổng giám mục. Đêm đó, đơn vị phòng thủ tại một khu nhà vắng vẻ, các cửa nẻo đều khóa, chung quanh có tường cao và kẽm gai. Đó là nhà dòng của Kon Tum và nhà dòng đã di tản. Đơn vị được bố trí trên một số sân thượng, một số ở dưới đất. Đến nửa đêm, quân Cộng sản di chuyển dưới đường. Quân ta âm thầm gửi ngay xuống từng chục trái lựu đạn tấn công chúng để khỏi lộ vị trí. Bọn Cộng sản lớp chết, lớp chạy tán loạn vào nhà dân. Sau đó, tình hình yên tĩnh cho đến sáng. Mặt trận Bệnh viện 2 dã chiến. Bệnh viện 2 dã chiến đã bị địch chiếm đóng. Tất cả các thương binh của ta không kịp di chuyển đều bị Cộng sản giết sạch. Địch quân đã chuẩn bị vị trí phòng thủ vững chắc. Trung đoàn 44 được phái đến dàn một phòng tuyến gồm các tiểu đoàn 1, 2 và 4 đối diện với bệnh viện để tấn công chiếm lại. Phòng tuyến ta và địch chỉ cách một sân rộng. Ba chiếc thiết vận xa M113 yểm trợ hỏa lực để một đơn vị cấp đại đội tiến chiếm mục tiêu lập đầu cầu tấn công. Đội hình bộ binh thiết giáp của ta vừa chuyển động chừng 20 mét thì pháo địch cùng với lực lượng phòng thủ bên trong bắn xối xả phủ chụp xuống toàn sân cỏ. Quân ta thối lui và tìm phương cách khác để đối phó. Khoảng xế trưa, đơn vị xung kích cho một tổ khinh binh đột kích qua tuyến phòng tuyến địch. Năm binh sĩ lẹ làng vượt qua sân cỏ, chiếm ụ đất sát với một căn nhà bệnh viện. Năm người vừa bám chân ụ thì hỏa lực cộng quân đổ ập tới tức khắc. Hai binh sĩ chết tại chỗ, ba người còn lại bị thương nặng cầu cứu. Tức tốc, vị đại đội trưởng chộp vội vàng chiếc nón sắt đựng đầy lựu đạn, chạy ảo qua sân, tung lựu đạn qua bờ đất bên kia. Tiểu đội thám báo ảo lên, kéo hết năm binh sĩ thương vong trở lại phòng tuyến, lịa thêm liên tiếp mấy trái lựu đạn nữa, rồi chạy lui về an toàn. Trời vừa sập tối, những trái pháo lẻ tẻ rớt bên phải, bên trái, phía trước, phía sau, rồi ngay phòng tuyến. Các cấp chỉ huy của ta biết là bọn tiền sát địch đang điều chỉnh các khẩu đội của họ, nên báo động cho các chiến binh sẵn sàng tác chiến. Ầm, 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 đằng trước, đằng sau, ngay giao thông hào. Tiếng đạn gào thét, khói lửa như cơn bão lửa ập xuống tuyến phòng thủ của ta. Một vài đoạn giao thông hào bị sụp đổ, nghẽn đường di chuyển. Dứt pháo, hàng hàng lớp lớp bộ binh cộng sản xung phong. Quân ta nhảy lên khỏi giao thông hào khai hỏa và tung lựu đạn. Ngay trước tuyến phòng thủ, rực lên
một khói pháo bông vừa kịp đón tiếp bọn cán binh cộng sản trở tới. Đầu, mình, tay, chân, máu, lửa tung tóe, hết đợt này đến đợt khác tràn lên như những con thiêu thân lao vào đống lửa. Bãi đất trống phía trước bây giờ là bãi máu xương, thịt, súng, đạn bầy nhầy, trở thành một chướng ngại kinh hoàng mà bọn cán binh cộng sản không thể vượt qua nổi nữa. Những trái hỏa tiễn M72 khai hỏa ầm ầm. Những trái hỏa tiễn chống biển người lao thẳng vào hàng ngũ rối loạn của địch. Họ tán loạn tháo lui về vị trí phòng thủ. Thật là hãi hùng. Chân tay thịt xương máu me treo lủng lẳng khắp tấm lưới để chống 40. Không còn cảnh tượng nào rùng rợn kinh hoàng hơn nữa. Sau các thất bại nặng nề vừa qua, cộng sản không còn khả năng mở những cuộc tấn công lớn. Càng ngày địch càng suy sụp, và hai ngày sau, lực lượng của Đại tá Bá và Đại tá Long mới thanh toán sạch sẽ các lực lượng đặc công cộng sản trong thành phố. Bên ta thiệt hại nhẹ. Kon Tum kiêu hùng. Cuộc tấn công của đặc công cộng quân đã bị ta thanh toán trong 3 ngày. Các đơn vị chính quy của cộng quân được bố trí xung quanh để tiến vào thị xã phối hợp tác chiến nội công ngoại kích với đặc công đã bị các đơn vị bộ chiến của sư đoàn 23 chặn đứng và pháo đài bay B-52 cùng không quân ta tiêu diệt. Cuộc tấn công đợt 2 của tướng Hoàng Minh Thảo tiến chiếm Kon Tum đã bị thất bại. Cộng quân điên cuồng trả đũa trong những ngày kế tiếp bằng những hỏa tiễn 122 ly rót vào thị xã liên tục ngày đêm, bất kể khu quân sự hay dân sự. Kon Tum luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tướng Nguyễn Văn Toàn tin là địch quân còn khả năng tấn công ta đợt 3 trong vòng 10 ngày tới, vì sư đoàn 968 trừ bị của mặt trận B3 của tướng Hoàng Minh Thảo còn chưa ra quân. Ước tính mức độ và cường độ đợt 3 yếu hơn đợt 1. Tướng Toàn và ông Paul Van tiếp tục nghiên cứu và sử dụng kế hoạch dùng B-52 để tiêu diệt địch quân. Đúng 5 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 72, cộng quân tấn công đợt 3 vào Kon Tum bằng 3 mũi chính. Mũi 1 từ hướng Bắc do lực lượng sư đoàn 2 cộng quân. Mũi 2 từ hướng Tây Bắc do lực lượng sư đoàn 320. Mũi 1 và 2 đã gặp sự kháng cự mãnh liệt của các chiến sĩ sư đoàn 23 bộ binh. Địch đã xung phong nhiều đợt để cố chiếm tuyến phòng thủ đầu của ta, nhưng đều bị đẩy lui. Phi cơ chiến đấu của không đoàn 72 thuộc sư đoàn 2 không quân tại Pleiku xuất trận liên tục để yểm trợ quân ta tại tuyến đầu. Mũi 3 từ hướng Nam do lực lượng sư đoàn 968, một lực lượng trừ bị của tướng Hoàng Minh Thảo phụ trách. Lực lượng này mới tham gia trận Kon Tum lần đầu, chưa nếm mùi B-52 nên khí thế có vẻ dũng mãnh hơn mũi 1 và 2. Nhờ sông Đắk Bla bọc quanh phía nam thị xã là một chướng ngại vật thiên nhiên ngăn chặn không cho địch tiến quân một cách dễ dàng. Sư đoàn 968 cố gắng vượt sông nhưng bị các phòng tuyến của địa phương quân và nghĩa quân ngăn chặn. Nhờ các phi tuần của không quân Việt Nam và không quân Hoa Kỳ cất cánh từ Thái Lan trợ chiến, sau đó các phi vụ B-52 đến trải thảm. Trong ngày 28 tháng 5 năm 72, hai bên quần thảo nhau suốt ngày. Cho đến tối, địch vẫn không chiếm được vị trí nào của ta. Tướng Hoàng Minh Thảo thấy không thể kéo dài cuộc tấn công vì sợ B-52 đến dội bom, đã ra lệnh rút lui thật nhanh. Sau khi vòng đai Kon Tum được giải tỏa, quân ta tiếp tục lục soát dọc quốc lộ 14 tiến về Tân Cảnh, Võ Định, không gặp một sức kháng cự nào. Chỉ còn hoang tàn cùng đạn dược, quân trang của cộng quân rải rác đầy rừng núi. Dọc đường, bao nhiêu hài cốt binh lính bộ binh, bị động quân, vân vân, vẫn còn la liệt nguyên đó trong trận tràn ngập Tân Cảnh, Võ Định của thiết giáp của sảnh Bắc Việt vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 bộ binh trước đó. Đủ mọi sắc áo, họ đã anh dũng chiến đấu cho tự do, cho quê hương miền Nam,
và đem xương máu trả nợ núi sông. Trước sức tấn công như vũ bão bằng chiến xa nặng của Cộng sản Bắc Việt, họ không có vũ khí đối đầu T-54, nhưng họ đã can trường chiến đấu, chết trước xích sắt của quân địch. Tất cả chỉ còn là hoang tàn, chết chóc, xu uế, chim không dám bay ngang, thú không còn sống sót, cây không lá, đá không toàn vẹn. Trận chiến Kon Tum kéo dài đến 3 tháng, tức là từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 1972, mà Cộng quân chẳng những không chiếm được vị trí nào, mà còn bị thiệt mất một số quân khá lớn. Theo ước tính của giới chức quân sự, trong trận đánh kéo dài này, mặt trận B3 của tướng Hoàng Minh Thảo bị thiệt hại mất khoảng 1.5 sư đoàn, 30 chiến xa T-54 và nhiều đại pháo phòng không bị tiêu hủy. Sau trận này, sư đoàn 2 của Cộng quân đã hoàn toàn bị xóa tên.